Dạ. Thì cô chú biết không, nuôi ở cái số lượng mà nhất định đó, 10-20 con, 100 con, 200 con, đảm bảo cô chú là nếu mà ở mấy ấm quà hồng đen nuôi cái số lượng mà nhất định thì đặc biệt con chó nó sẽ là con heo chứ không phải là con chó nữa. Mà chưa tính không phải là con heo, bây giờ nó có cái tình trạng mà bị thuốc tăng trưởng cô chú, chó bên chó nó mập một cách lạ kỳ, xong rồi tuổi thọ nó rất là nhanh, là do ăn uống có thể là như lúc trước có nhận 30 anh em ăn 3 cái gan gà với mùng cưa thì thuốc tăng trưởng nó rất là nhiều, thì cái số lượng chó mà coi như là nó mập mà nhìn là biết mập bệnh luôn á cô chú, thì tuổi thọ rất là kém. Tại vì ở đây cô chú biết không, nếu mà mình một cái trạm cứu hộ mà chỉ nuôi một cái số lượng nhất định 10-20 con, 20-30 con, 200-300 con thì thôi sáp nhập lại một trạm luôn cho rồi, chung tay nuôi luôn cho nó chắc, chứ làm nhiều phải nhóm khúng chi, rồi phải chia sẻ, rồi có thể không hiểu sao ngày xưa đâu có nhiều trạm đâu, bây giờ cứ 20 con cũng lên trạm, 20 con cũng lên trạm, không biết là trạm là cái gì, không biết là hiểu được cái trạm là cái gì, hay là cái trạm ở nơi dừng chân. Nếu mà nói về cái một cái nghĩa đen thì trạm là một cái nơi dừng chân, thật sự là nơi dừng chân của mấy bé ở đây. Một cái trạm cứu hộ từ xưa giờ, từ Bắc vô Nam, từ nước ngoài, từ các nước cũng vậy, một cái trạm cứu hộ là phải có cứu hộ và cứu mang, chứ một cái trạm cứu hộ nuôi chừng vài chục con cái nó đẻ đồng đống cái nó thành 100 con, rồi nuôi hoài rồi làm sao vậy, thôi trạm 100 con này với 100 con kia dồn là 200 con hùng nhau chăm sóc luôn cho rồi, chi mà 2-3 chỗ, hay là 10-20 con dồn lại thành 100 con, 200 con thành một chỗ. Nó đỡ tốn đủ thứ nữa. Thì có một số anh em cô chú cũng nói là bây giờ về những bé 10-20 con nó về trạm chưa chắc gì tốt. Đúng, thì những cô chú nói cũng đúng, là gì tốt là gì, là tại vì cái số lượng nó mà nhiều, cô chú biết sao mà nó mà không tốt không cô chú. Nếu mà thật sự giống như những cái clip mà hồi đó có đăng lên, thật sự cũng cầu mong cô chú thương. Tại vì bây giờ nếu mà số lượng của mình đông, số lượng của mình đông thì mình tăng nhân lực, tăng đất đai, tăng cái số lượng thực phẩm thì mình làm cũng được thôi cô chú, đâu có mà cần phải cá thể, mình làm cũng được thôi cô chú, đâu có gì đâu. Tại vì bây giờ mình xịt rửa một cái sân 800 m2, 1000 m2, mà thêm 500 m2 nữa hay thêm 1000 nữa thì gấp đôi lên. Nếu mà muốn mà không thời gian gấp đôi thì tăng nhân lực lên thì nó